Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực đường quốc lộ 2D. Vị trí này là cổng của cụm công nghiệp Thịnh Hưng với quy mô là 53 ha. Và ở đây thì có một cái thông tin khá là tích cực cho cái dự án cũng như là cho cái tuyến đường vào trong kia. Đây là một cái biển gọi là nâng cấp về đường. Đấy, cái đường quốc lộ 2D này sẽ được nâng cấp từ km 106 cộng 100 đến km 118 cộng 760. Có nghĩa là nâng cấp khoảng độ tầm 12 km. Từ vị trí này chạy sâu ở bên trong là 12 km, với thời gian thi công là 210 ngày và thời gian khởi công là ngày mùng 5 tháng 6 và thời gian hoàn thành là 31 tháng 12 năm 2023. Và tại sao tuyến đường này lại nâng cấp? Các bạn có thể để ý cái vị trí mình đang đứng ở đây thì đường cũng phải nói là tương đối đẹp, và bắt đầu từ cái khu vực này vào bên trong là đường bê tông, và cái đường này thì các cái phương tiện lưu thông khá là nhiều. Thứ nhất ấy, là các phương tiện lưu thông vào trong khu vực cụm công nghiệp Thị Hưng vận chuyển hàng hóa từ bên trong ra bên ngoài và từ bên ngoài vào bên trong, và di chuyển từ đây vào bên trong kia khoảng độ tầm 1 km là khu vực nhà máy đá Bảo Lai. Vào nhà máy đá Bảo Lai thì với quy mô là 31,8 ha chuyên làm về đá xuất khẩu, đá granite hay là tủ bếp, lavabo bồn cầu ấy. Xe cộ đi lại rất là nhiều, thành ra là tuyến đường này đang bị xuống cấp. Và hiện tại thì tuyến đường này sẽ được nâng cấp trong thời gian là khoảng 6 tháng. Từ giờ cho đến 6 tháng nữa thì cái dự án bên mình nằm ở ngay đây, cách đây khoảng độ tầm 210 mét thôi. Thì mình tin rằng đây là một dự án được hưởng lợi đầu tiên, bởi vì tuyến đường này đang xấu thì nó không hẳn là xấu, nhưng mà nó đang xuống cấp. Khi mà được nâng cấp lên đẹp rồi thì chắc chắn là giá trị bất động sản cũng tăng lên. Và hiện tại thì ở cái khu vực này thì chưa triển khai, cho nên là thành ra là các bạn nhìn nó vẫn như là cũ thôi. Và trong thời gian ngắn sắp tới sẽ triển khai ở đây, thì cái dự án bên mình cách đây khoảng 210 mét thì chắc chắn sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Địa điểm xây dựng ở đây thì sẽ là thuộc huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ. Đơn vị thiết kế là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ. Nhà thầu ở đây thì là một số công ty hay là thành viên liên danh, cũng là công ty Trường An Vĩnh Phúc. Với cái khu vực đất đấu giá bên mình cách đây chỉ khoảng độ tầm 210 mét thôi. Và khi mà con đường này được nâng cấp lên thì chắc chắn rằng là giá bất động sản ở đây sẽ thay đổi. Bởi vì là các cụ có câu rồi, đời thay đổi khi đường thay đổi. Và hiện tại con đường này chưa có cái dấu hiệu triển khai, thì thành ra là bây giờ giá vẫn còn khá tốt. Khoảng độ tầm 7, 8 cho đến khoảng độ tầm 8 triệu 7 là chúng ta có thể là mua được 1 mét vuông ở đây. Và với một lô đất bên mình đang triển khai thì vốn đầu tư sẽ từ 700 triệu, 800 triệu, 900 triệu. Hoặc là có những lô lớn thì khoảng độ tầm 1 tỷ 6, 1 tỷ 7 là chúng ta có thể đầu tư được một lô đất có sổ hồng sẵn và nằm ngay cạnh cái cụm công nghiệp Thịnh Hưng rộng 53 hectare. Và đất thì một mặt sẽ là view hồ, một mặt là tiếp giáp với khu công nghiệp, và cái đường quốc lộ này thì sẽ tiếp giáp luôn với cả cái khu đất. Đầu tiên khi bên mình triển khai dự án thì cái thông tin nâng cấp đường này là chưa có, nhưng mà hiện tại thì thông tin đã khá là rõ ràng rồi, và cơ hội đầu tư của chúng ta thì ngày càng rõ ràng hơn.